Xin chào thầy cô, tất cả bạn, em xin được giới thiệu, em tên là Trịnh Thị Mai Linh, sinh viên khóa 3 trường Đại học ADX. Mã sinh viên của em là CUV021HP011. Ở trong video của em ngày hôm nay thì liên quan đến môn đó là phát triển thương hiệu. Và video này video sẽ nói về từ khóa mà em tâm đắc nhất. Ok, thì em khá là tâm đắc với cái từ khóa đó là từ giá trị. Em không hiểu vì sao nhưng mà bản thân em cảm thấy rằng là em khá là tâm đắc cái từ đấy. Thì để mà chúng ta phát triển được cái thương hiệu thì chúng ta phải có giá trị đúng không? Và cái thương hiệu của mình có giá trị này, và bản thân mình cũng phải có giá trị thì chúng ta mới có thể phát triển thương hiệu và cũng thể có thể được nhiều người biết đến. Đơn giản ví dụ như này nhá, một cái cốc nó được làm ra, cái cốc được làm ra, ok, nó có giá trị ban đầu là nó là cái cốc, nó chỉ là giá trị nhỏ, nó chỉ mới chỉ là cái giá trị nhỏ và ban đầu thôi. Ô đó là cái cốc và là chưa biết rằng là cái nhu cầu sử dụng cái cốc đó, cái nhu cầu của cái cốc đó là cái gì và mục tiêu của cốc cốc đó là cái gì, đúng không? Nó chỉ có biết là tôi được tạo ra, tôi có giá trị là tôi là cái cốc, ok. Nhưng mà khi mà cái cốc đó nó được khắc họa, nó được tô lên, nó được sơn lên cái họa tiết thì nó lại có một cái giá trị khác, nó lại có một cái giá trị gia tăng và cao hơn. Và giá trị của khi mà bán ra ngoài thị trường, ok, nó có một cái giá khác, và khi mà đến người tiêu dùng nó lại có một cái giá trị khác, là họ có thể dùng cái cốc đó họ uống nước, họ có thể mời bạn bè, dùng mời khách hàng, hoặc đơn giản là cái cốc đó xinh, họ chỉ mua về họ để trưng bày đó. Thì tất nhiên là qua một khâu khâu quá trình, qua một thứ, nó sẽ có một cái giá trị khác nhau. Vậy thì khi mà chúng ta làm về thương hiệu cũng vậy thôi, thì cái giá trị nó ở giá trị đây thì nó sẽ thuộc rất là phải nằm trong rất là nhiều phạm vi, và cũng như là nó phải có rất là thuộc rất là nhiều yếu tố để mà có thể tạo thành cái giá trị, không phải là một cái giá trị, không phải một cái gì nó cũng đều có một cái giá trị ngay ban đầu, giá trị đầu cả, mà đơn giản mình cũng phải tạo ra nó, hoặc đơn giản bản thân chúng ta đi ha, bản thân chúng ta ok đang như thế này và chúng ta không biết rằng giá trị của bản thân chúng ta ở đâu, chúng ta không biết được rằng giá trị của chúng ta đến tầm bao nhiêu, thì chúng ta có thể hỏi mọi người xung quanh và chúng ta có thể tự tìm tòi được cái giá trị bản thân mình, hoặc đơn giản là mình có thể tự bản thân mình tìm được giá trị và cái giá trị đó sẽ giúp cho mình đi lên cũng như là tốt hơn. Thì khi mà chúng ta làm về thương hiệu đó, ví dụ như chúng ta mở một cái doanh nghiệp đi, ok, chúng ta mở một doanh nghiệp nha, và cái thương hiệu đó là cái doanh nghiệp của chúng ta, thì mọi người thử nghĩ xem làm cách nào để cho người tiêu dùng hoặc là khách hàng biết đến cái thương hiệu đó của chúng ta nhiều hơn. Tất nhiên là chúng ta phải có cái cốt lõi, đúng không? Chúng ta phải biết rằng chúng ta phải có cái tệp khách hàng của chúng ta, đó là cái tệp khách hàng đó, nhu cầu của khách hàng đó là gì, và cái doanh nghiệp của chúng ta đó tạo ra để có nhu cầu của khách hàng như thế nào. Đó, thì lúc đó thì chúng ta mới truyền trao được giá trị cho họ, mình mới tạo ra được giá trị để truyền cho họ, đúng không? Chứ nếu mà chúng ta, ok, chúng ta làm về thực phẩm chức năng thuốc đi, nhưng cái doanh nghiệp của chúng ta làm, ok, thương hiệu của chúng ta làm về thuốc, đúng không? Làm về mạng thuốc, ok, nhưng mà chúng ta lại ở trong một cái tệp khách hàng mà đôi khi họ không cần dùng đến thuốc, hoặc là một tệp khách hàng, hoặc là chúng ta ở trong một cái tệp khách hàng mà ok họ có rất nhiều loại thuốc rồi, hoặc đơn giản là chúng ta ở trong một cái khu vực mà bán rất là nhiều quầy thuốc rồi, đúng không? Thì tất nhiên là cái việc cạnh tranh của chúng ta có khó không, cái việc chúng ta truyền trao giá trị cho người ta có khó không? Rất là khó, tại vì ra những cái tiệm thuốc đó nó đã có giá trị rồi, nó đã có thương hiệu ở đó rồi, nhưng chúng ta là người mới, chúng ta là một cái doanh nghiệp mới bước vào đó thì làm cách nào để cạnh tranh được, đúng không? Thay vì chúng ta làm một tiệm thuốc trong cái tệp khách hàng đó, thì chúng ta có thể làm một doanh nghiệp khác. Khi tự nhiên có một cái doanh nghiệp mới nó tròi lên như vậy và nó có giá trị ban đầu, ok, nó có giá trị ban đầu, thì tất nhiên là người sẽ tò mò về cái doanh nghiệp đó, cũng như là họ sẽ tò mò về cái doanh nghiệp đó làm về cái gì, mà tại sao nó lại ở đây đó. Thì cái việc khi mà cái doanh nghiệp đó nó tròi lên như vậy thì tất nhiên là nó sẽ có cái sự mới lạ, có sự độc lạ ở đó, giữa một tay khách hàng bạn. Cái giá cả nó rất là ok, nó rất là vừa vặn với cả những cái người ở đó, thì tất nhiên họ có thể sẽ tìm đến sản phẩm của mình, đến một ngày cần thiết là đó họ sẽ tìm đến sản phẩm của mình, và lúc mà cái doanh nghiệp mình bắt đầu có giá trị này, ok, đó. Thì để mà có thể tạo được cái giá trị ấy, thì nó không phải đơn giản tí nào cả, nhất là khi mà chúng ta làm cái thương hiệu nữa thì nó đòi hỏi cái giá trị này càng cao. Đầu tiên là về bản thân con người chúng ta này, chúng ta phải để cho mọi người biết đến con người chúng ta đã, ok, biết đến tên tuổi của chúng ta đã, chứ người ta hãy xuất hết mạng, ok, chúng ta có tên có tuổi, đúng không? Thì ok, mình bắt đầu có giá trị rồi, khi mình có giá trị rồi thì họ mới tìm đến mình, họ đọc những cái bài viết của mình, họ nhìn CV của mình, hoặc đơn giản mình đi làm họ nhìn CV của mình
thì lúc đó mình mới bắt đầu có giá trị, và cái đó đó cũng là một cách để phát triển thương hiệu qua những công việc làm luôn. Có như trong cái CV đó mình nêu những công việc mình từng làm và những cái kinh nghiệm của mình, nó sẽ ok hơn, nó sẽ được nó những cái đó thì sẽ là những giá trị đúng không, nó sẽ hay hơn những cái CV mà ok họ chưa có kinh nghiệm rồi là, và người ta chưa biết rằng cái giá trị của những cái người đó ở đâu, thì tất nhiên họ sẽ tuyển được mình và họ sẽ coi trọng mình hơn, cũng như là thấy bản thân mình có giá trị hơn và tin tưởng bản thân mình hơn. Thì cái việc mà có giá trị ấy, nó không khó nhưng mà nó cũng không phải đơn giản. Đơn giản là bản thân chúng ta có biết cách để mà làm được giá trị, tạo được giá trị cho bản thân mình, hoặc là đơn giản là chúng ta có biết cách đó là tạo ra giá trị cho chính bản thân chúng ta hay không thôi. Vì để mà có thể có một cái giá trị nhất định hoặc là có một cái giá trị ban đầu để mà có thể tăng giá trị gia tăng thì chúng ta cần thời gian cũng như là công sức. Ví dụ như là chúng ta làm việc ok, chúng ta là người kinh doanh đi, nhưng mà chúng ta kinh doanh những cái cây thì cái giá trị chúng ta mang đến là cho người ta sẽ là những cái quả đúng không, những cái quả rất là ngon ngọt và chín và đảm bảo chất lượng, thì đó là giá trị mang đến cho người ta cái sự hạnh phúc và niềm vui đúng không. Qua đó thì tất nhiên là chúng ta phải có cái giá trị ban đầu của chúng ta, đó là cái những cái hạt giống đó nó phải là chất lượng, rồi là những cái hạt giống đó nó, rồi là cái thời gian mình chăm sóc nó phải được kỳ công như thế nào và như thế, và mình phải cái thời gian là mình chọn lọc đó để mình có thể chọn lọc những cái quả rất là tươi ngon và ngon ngọt để mà có thể được nhiều người kiểu như có thể dễ mang đến cho người tiêu dùng đó. Thì khi mà họ nhận được những cái trái ngọt như vậy, những cái quả ngọt như vậy và nhìn nó rất là mọng nước và ok, lúc đó người ta sẽ có thiện cảm với mình và họ sẽ nhớ đến mình đúng không, họ sẽ nhớ đến bản thân mình, họ sẽ nhớ đến ok, mình là một người nông dân trồng cây này, mặc dù họ đôi khi họ chưa biết tên nhưng mà họ sẽ kiểu họ khi mà khi đó khi họ cầm cái quả của mình lên họ ăn, họ cảm thấy có ấn tượng rồi, thì tất nhiên là lúc đó cũng là cách để mình có thể phát triển thương hiệu được rồi đúng không đó, và cũng là cách để chúng ta có thể mang đến giá trị của thương hiệu của mình đến, rồi sau đó chúng ta sẽ phần dần dần phát triển hơn cũng như là thay đổi và cải tiến nó hơn để có được có giá trị gia tăng. Và cái giá trị lớn nhất vẫn là mình tạo ra được giá trị cho người ta và mình tạo được giá trị cho chính bản thân mình. Đó chính là khi mà mình tạo được giá trị cho bản thân mình đúng không, thì mình có thể mang cái giá trị đó truyền trao được cho những người mà họ cần, mình mang cái giá trị đó truyền trao được cho những người mà họ chưa biết làm như thế nào cả, để mà họ biết, để mà họ có thể học hỏi cũng như là có thể thay đổi cái giá trị của họ. Và cái giá trị ở đây nó sẽ mang lại niềm vui cũng như là sự hạnh phúc. Và khi mà mình nhìn thấy người ta hạnh phúc, nhìn thấy người ta vui thì tất nhiên bản thân mình cũng cảm thấy vui đúng không? Họ truyền trao cái giá trị cho mình đó là niềm vui, đó là sự hạnh phúc, đó là sự thành công, đó là nụ cười của người ta, đó là nụ cười của khách hàng, khiến cho bản thân mình cảm thấy vui hơn và mình sẽ có động lực để mà có thể làm tiếp hơn. Thì đối với bản thân em, cái giá trị nó vô cùng quan trọng trong bản thân em cũng như là trong doanh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp mà nó không tạo được giá trị thì tất nhiên đến một ngày nào đó nó sẽ bị phá sản và nó sẽ không tồn tại được mãi cả. Một cái doanh nghiệp để mà hoặc là một cái thương hiệu để mà có thể tồn tại được mãi trên thị trường hoặc là được trôi nổi được đi, ok, trôi nổi được và nhiều người biết đến và độc và lạ đi, thì tất nhiên phải mang được giá trị cho người ta. Không mang được giá trị cho người ta thì chúng ta được đòi đâu ra được người ta biết đến, đòi đâu ra được để mà họ có thể nhắm tới mình. Và làm sao để họ tin tưởng được, để mà có được giá trị thì phải có sự tin tưởng và có niềm tin đúng không? Ngoài ra chúng ta phải có sự đồng hành, theo đó là những cái khó khăn và những cái bài học mình học được thì mới tạo được giá trị và truyền trao được đến cho họ. Và nên khi mà chúng ta phát triển thương hiệu thì chúng ta hay quan trọng đầu tiên đó là cái mục đích của chúng ta muốn hướng đến là gì? Nhu cầu thương hiệu của chúng ta sẽ là cái gì để cho khách hàng? Cũng như là những cái giá trị mà mình muốn truyền tải cho người ta là cái gì? Để khi mà họ lựa chọn sản phẩm của mình, khi mà họ muốn mua một cái sản phẩm nào đó hoặc họ có nhu cầu nào đó, họ không e ngại với đến cái thương hiệu của mình. Họ không phải lo lắng rằng liệu rằng cái sản phẩm này có tốt hay không, rồi là liệu cái thương hiệu này nó có ok hay không. Và chúng ta phải chọn những khách hàng hoặc là chúng ta phải xem xét những cái khách hàng nào, những cái khách hàng ở nơi đó, ở chỗ mình đang định mở doanh nghiệp hoặc mình đang định làm thương hiệu ở đó, họ là những người như thế nào, nhu cầu của họ ra sao và tài chính họ như sao, thì mình mới có thể có những cái khách hàng ok và tiềm năng được đó. Thì video của em đến kết thúc rồi, em cảm ơn tất cả các bạn đã xem, hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau.